ơi là cái mặt không biết gì hết luôn, không hiểu gì hết. Đây là một cái chìa khóa nha, đây là mật khẩu hay sao đấy, cái gì ta, Mật khẩu là 234. Chắc không biết. Mật khẩu, chìa khóa, cái này là cái gì ta, đó là chìa khóa. À xóa cái này, cái ổ khóa này cần cái chìa khóa thôi, được rồi. Ok đúng rồi, không cần mật khẩu mà cần cái chìa khóa không thôi, chính xác rồi. À đây giống như là cái nhà vệ sinh, nhà vệ ông này đang mắc con biết từ từ mẹ ơi. Hả? Con cắt coi rồi. À ông này mất toilet mà mẹ nhà ơi, vệ sinh con nam cắt coi rồi, con hay cắt coi rồi, mỗi xóa cho mấy cái thành nhà vệ sinh con nam cắt coi rồi. Ừ, xóa cái nè, là có cái đó là không có liên quan gì tới cái mặt ở dưới này hết phải không? Dạ. Ừ, trái tim với đôi mắt biểu cảm và hai hàng nước mắt là có. Oh, kìa. Trời ơi, ôi, tức quá. Ủa sao nãy sao hết không được ta mà còn buổi sáng được. Các bạn ơi, a à, thằng này sao ngồi ở dưới cái hang gì đây? Ôi, một con gấu à. Phải không? À, đừng 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 đừng, bên đây là con gấu nó đang ngủ đó. Có tiếng động là con gấu nó vô ra nó tìm tiền, khó cái để cây để trèo lên trên phải không? Đây phải không? Đây phải không? Dạ, thiệt. À, xó cho nó thấp xuống để có thể trèo ra để thoát được cái chỗ này các bạn ơi, đúng rồi. Trời ơi, chở một bao này là bao gì? Bao những con thỏ. Wow, có một người đang bơi rồi. Hãy tìm cô gái đây nè, cô gái ở đây nè. Đó, tìm thấy rồi nha, cô gái đang bơi ngửa luôn. Tưởng là cái này, cái này. Tưởng là cái hoa sen là một cô gái đang bơi ngửa nha. Ôi ôi, mắt mũi không à. Bây giờ đây là cuộn giấy vệ sinh nè, à. Còn có cái lỗi không? Giống nhau quá. Yeah, hai cái lỗi giấy vệ sinh lên chơi bóng. Đó đó đó, thành tam giác. Tìm cái hình tam giác. Oh. Thành cái gì mà biết không? Thành zombie. Anh hay dùng điện đang chạy nhanh nhanh. À. Để cho đèn sáng lên chứ gì. Phải không? Đó, đèn sẽ sáng lên. À bà cụ đang đang áo, đang áo hay đang ăn mì, đang ăn mì, sao giống đang ăn mì tôm quá vậy? Có hai cái đôi đũa. Đang ăn mì tôm. À, đang cái này là chỉ có một cây thôi nè. Cái này là đang áo chứ không phải là ăn mì tôm. Bà cụ đang đang áo. Ô đang TikTok, đang TikTok hay quá. Đúng rồi đó, đang đang áo mà mình tưởng là ăn mì tôm. À, cái gì đây? À, tìm thấy cái này. Để cho cái này nó rơi xuống. À, nó rơi xuống nó mới mở nguồn, cái tên lửa nó mới bay lên được các bạn. Đây là một cái đĩa nhạc nha, để hát nha, sao con chuột hamster nó bị cái gì á chứ. À để cho con chuột hamster nó quay luôn. Nó quay luôn. Ok. Cái gì đây? Ôi không, anh ấy chọc đầu và cô ấy cũng chọc đầu luôn. Không phải, không phải, không phải, không phải là bơi gì nè nha. Một người chọc đầu thôi, một người chọc đầu không có đâu thôi. Còn cô ấy vẫn bình thường đây. Đó, vậy thôi. Đúng rồi, hay quá. Tìm ra được hai người cùng lúc luôn nha các bạn. Ôi, trời ơi, anh ấy nghèo quá, anh ấy nghèo quá sao? Giúp anh ấy. Giúp anh ấy có thể là giàu lên. À, anh ấy, cho túi quần không còn cái đồng tiền nào hết luôn á. Không có đồng tiền nào hết trong túi luôn. Bây giờ phải làm sao đây? Kiếm tiền mà không có tiền ở trong túi luôn. Cho cái tài sản của anh ấy lên thôi, không có được xuống. Vậy đó, nó ví dụ vậy đó nè. Đúng rồi, tài khoản đi lên không có đi xuống là nghèo nha. Là có biết cho mẹ coi. À, bỏ mentor vô nó phun trào ra, đúng rồi, hay quá à. Cô tìm thấy cái gì vậy? Đó mới có một lần thôi. Rồi, chơi bowling, chơi bowling, chơi bowling. Con biết rồi. Sao có phải là hình này là hình tam giác cơ? À, vậy hả? Tâm nhé.
thi vậy ta? Không phải, vậy thì mình bói tâm. Bói ngoài không được, mình bói tâm nè. Để con có gì con ghét thôi, bói này. Đúng rồi, mũi ơi, đúng rồi, mũi hay quá à. Hình tam giác luôn rồi nè, mũi nó hình tam giác mà. Không phải lấy tam giác, mà mới trong mà lấy tam giác.